With profound, humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy, blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 3 of 4. Etc. Be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programas offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. I nostri programmi sono offerti in molte lingue. Consultate suprememastertv.com/schedule. A supernatural person, a Buddha, is not easily found. They are not born everywhere. Wherever such a sage is born, that race prospers. Please continue watching for the precious Buddhist teachings from the Dhammapada. Vegan, because we are no longer in spiritual infancy. Today's program will be presented in Olesis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Olesis, Chinese, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Chào mừng quý khán giả may mắn. Tôi là Thanh Quang. Người dân hiền hòa tại Âu Lạc, còn được gọi là Việt Nam, biết ngưỡng mộ lòng tận tâm của quý vị khi tìm kiếm giáo lý cao thượng và minh triết của Đức Phật Thuần Chay. Mong mọi người sớm nhận ra rằng hành động nhân từ qua dinh dưỡng thuần chay từ bi như các vị minh sư thời xưa đã dạy là điều kiện tiên quyết để được thăng hoa tâm linh. Chào mừng quý vị xem chương trình Trích tuyển Kinh Pháp Cú, chương 14 đến 18, phần 1 trong 2 phần, trong tiết mục Lời Thánh Khải. Đức Phật Thuần Chay hoặc Phật Cồ Đàm, còn được biết là Phật Thích Ca Mâu Ni, là một vị đại minh sư phi thường của Ấn Độ cổ đại, sinh ra là Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Ngài đương nhiên sẽ kế thừa cả một vương quốc bao la, trù phú. Tuy nhiên, Thái tử đã rời bỏ cuộc sống hoàng cung để đi tìm sự hiểu biết tâm linh. Sau nhiều năm chiêm nghiệm quán tưởng, Đức Phật Thuần Chay đã đạt được đại giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề. Sau đó, Ngài chia sẻ công đức tu hành qua việc truyền bá đạo Pháp cho những chúng sinh khác, giúp họ giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Kho tàng giáo lý tâm linh phong phú của Đức Phật về chân lý đại đồng đã được nghiên cứu và tôn kính cho đến ngày nay vì những lời dạy đầy trí huệ, uyên thâm và từ bi bác ái. Dhammapada có nghĩa là những lời chân lý hoặc con đường chân lý trong tiếng Pali, còn được biết là Phà Chư Chin hoặc Pháp Cú Kinh trong tiếng Trung Hoa, Pô Kiu Kiong trong tiếng Đại Hàn hoặc Kinh Pháp Cú trong tiếng Việt. Kinh Pháp Cú là một tuyển tập những bài kệ được Đức Phật Thuần Chay giảng trong nhiều dịp khác nhau để đáp ứng với từng tình huống đặc biệt nào đó. Đây là một trong những bộ kinh Phật giáo phổ biến nhất và được nhiều người đọc nhất, cả Phật tử và những người không phải Phật tử đều yêu thích. Phiên bản gốc của kinh nằm trong Khudaka Nikaya, nghĩa là kinh tạng Pali của Phật giáo Nguyên Thủy. Tổng cộng có 423 bài kệ trong 26 phẩm từ kinh Pháp Cú, truyền đạt nền tảng triết học và thực tiễn của truyền thống Phật giáo. Các bài kệ chủ yếu được trình bày từng cặp. Ví dụ như
buồn khổ đối lại với niềm vui, phát triển tâm trí thay vì lơ là với cách cư xử và thái độ tinh thần, công chính thay vì vô luân và thành thật chứ không dối trá. Toàn bộ mục đích là để minh họa những hậu quả mong muốn và không mong muốn do thân, khẩu, ý của chúng ta gây ra. Mục tiêu của bộ kinh là để hướng dẫn con người sống cuộc đời tu hành bằng cách trước tiên đạt được hạnh phúc trong kiếp này hoặc những kiếp vị lai, và sau đó đạt được giải thoát, tự do và bình an tuyệt đối. Hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được chia sẻ cùng quý vị trích tuyển Kinh Pháp Cú chương 14 và 15. Chương 14, Phẩm Phật Đà, Đấng Giác Ngộ. Vị chiến thắng không bại, vị bước đi trên đời, không dấu tích chiến thắng. Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Ai tháo gỡ lưới tham, ái phượt thôi dẫn dắt. Phật giới rộng mênh mông, ai dùng chân theo dõi, bậc không để dấu tích. Người trí chuyên thiền định, thích an tịnh viễn ly, chư thiên đều ái kính, bậc chánh giác chánh niệm. Khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời. Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Chư Phật thường giảng dạy, nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người, không phỉ báng phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, tĩnh tọa nơi an tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Dù mưa bằng tiền vàng, ái dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí, đệ tử bậc chánh giác, không tìm cầu dục lạc. Dù là dục chư thiên, chỉ ưa thích ái diệt. Loài người khi sợ hãi, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. Quy y ấy không ổn, không phải là tối thượng. Quy y các chỗ ấy, không thoát mọi khổ đau. Ai quy y Đức Phật, chánh pháp và chư tăng, ai dùng chánh tri kiến, thấy được bốn thánh đế, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành, đưa đến khổ não tận. Thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy, mới thoát mọi khổ đau. Khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có. Chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay. Cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi. Các công đức như vậy, không ai ước lường được. Chương 15, Phẩm An Lạc. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận. Ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn. Ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng. Ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta,
ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm. Chiến thắng sinh thù oán, thất bại chịu khổ đau, sống tịch tịnh an lạc, bỏ sao mọi thắng bại. Lửa nào sánh lửa tham, ác nào bằng sân hận, khổ nào sánh khổ uẩn, lạc nào bằng tịnh lạc. Đối ăn bệnh tối thượng, các hành khổ tối thượng. Hiểu như thực là vậy, niết bàn lạc tối thượng, không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng. Thành tính đối với nhau là bà con tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi không ác, nếm được vị pháp hỷ. Lành thay thấy thánh nhân, sống chung thường hưởng lạc, không thấy những người ngu, thường thường được an lạc. Sống chung với người ngu, lâu dài bị lo buồn, khổ thay gần người ngu, như thường sống kẻ thù. Vui thay gần người trí, như chung sống bà con. Bậc hiền sĩ trí tuệ, bậc nghe nhiều trì giới, bậc tự chế thánh nhân, hãy gần gũi thân cận. Thiện nhân trí giả ấy, như trăng theo đường sao. Chúng ta hãy tiếp tục với trích tuyển Kinh Pháp Cú, chương 16 đến 18. Chương 16. Phẩm hỷ ái. Tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên. Bỏ đích theo hỷ ái, ganh tị bậc tự chuyên. Chớ gần gũi người yêu, trọn đời xa kẻ ghét. Yêu không gặp là khổ, oán phải gặp cũng đau. Do vậy chớ yêu ai, ái biệt ly là ác. Những ai không yêu ghét, không thể có buộc ràng. Do ái sinh u sầu, do ái sinh lo sợ. Người thoát khỏi tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Ái luyến sinh sầu u, ái luyến sinh sợ hãi. Ai giải thoát ái luyến, không sầu đâu sợ hãi. Hỷ ái sinh sầu u, hỷ ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát hỷ ái, không sầu đâu sợ hãi. Dục ái sinh sầu u, dục ái sinh sợ hãi. Ai thoát dục ái, không sầu đâu sợ hãi. Tham ái sinh sầu u, tham ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Đủ giới đức chánh kiến, trú pháp chứng chân lý. Tự làm công việc mình, được quần chúng ái kính. Ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả. Tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về. Bà con cùng thân hữu, hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy các phước nghiệp, đón chào người làm lành. Đời này đến đời kia, như thân nhân đón chào. Chương 17. Phẩm phẫn nộ. Bỏ phẫn nộ ly mạng, vượt qua mọi kiết sử. Không chấp trước danh sắc, khổ không theo vô sản. Ai chặn được phẫn nộ, như dừng xe đang lăn. Ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện. Lấy thí thắng sang tham, lấy trơn thắng hư ngụy. Nói thật không phẫn nộ, của ít thí người sinh. Nhờ ba việc lành này, người đến gần thiên giới. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự. Đạt được cảnh bất tử, đến đây không u sầu. Những người thường giác tỉnh, ngày đêm xuyên tu học, chuyên tâm hướng niết bàn. Mọi lậu hoặc được tiêu,
Atula nên biết, xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, nói nhiều bị người chê, nói vừa phải bị chê, làm người không bị chê, thật khó tìm ở đời. Xưa vị lai và nay, đâu có sự kiện này, người hoàn mỹ bị chê, người trọn vẹn được khen. Sáng sáng thẩm xét kỹ, bậc có trí tán thán, bậc trí không tì vết, đầy đủ giới định huệ, hạnh sáng như vàng rồng. Ai dám chê vị ấy, chư thiên phải khen thưởng, phạm thiên cũng tán dương. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác, với ý nghĩ hạnh lành. Bậc trí bảo vệ thân, bảo vệ luôn lời nói, bảo vệ cả tâm tư, ba nghiệp cần bảo vệ. Chương 18. Phẩm cấu uế. Người này giống lá héo, diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa tử, đường trường thiếu tư lương, hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, đến thánh địa chư thiên, đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến diêm vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu uế thanh tịnh, chẳng trở lại sanh già. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập sacred-text.com. No to vegan, because you want to continue to be depressed. Quý khán giả đạo tâm, cảm ơn quý vị cùng xem hôm nay trong tiết mục Lời Thánh Khải. Tiếp theo là thương vong của quân đội Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, hoặc còn được gọi là Ukraine, phần 2 trong 2 phần. Mong quý vị luôn đi theo Đức Phật trên con đường từ bi và công chính. Be vegan, make peace. Do good deeds, hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Манай нэвтрүүлгүүд олон хэлээр гардаг. Зочлохыг suprememastertv.com/schedule болон suprememastertv.com/WOW.